Tiếp theo combo số 23 nha quý vị, một cây Oro nha, 280k bao cái ship nha quý vị. Bán 280 là coi như bán không có lời nhiều hết nha quý vị. Cho quý vị văn nghệ vui chơi ha. Rồi có lon bò cụng tỷ lệ nha, anh nào mua thì chuyển trước 100 nha. 100 đặt cọc đó, còn lại thì shipper thu hộ nha, rễ của nó nè. Trước cây Oro này là giá trị cao lắm nha. Giờ nó trồng nhiều rồi nó rẻ rồi ha quý vị ha. Bông nó màu trắng hồng rất đẹp nha. Rồi xuống luôn quý vị. Tàn nó bự lắm á, tôi con lại đó.